là bạn khai thác chủ yếu là cái đấy hay là còn đặt ra bỏ mã trong sự thiếu tướng đúng là thì vào cái lông này cái bạn xin lông chân sẽ là được cái bạn cho khách đưa vào tuyệt vời. Mình ở An Bàng bia rượu nữa là ngoan không bữa cái sản tên gì vậy Villa Sala Sala Villa SHA Sala Villa mà nó đá được không biết và bắt nó vào đây lâu rồi nhỉ? Vào 3 năm rồi. 3 năm rồi. Cháu vào từ 2014. Ủa, sớm đấy. Cái nhà ở đâu? Nhà cháu nó Cẩm Thanh. À, nhà bên đấy luôn rồi. Khách chén nữa. Có phòng cho khách chén luôn. Không, cháu lắm. Cháu không làm lưu trú. Ngày trước làm lưu trú xong rồi sợ. Suốt ngày phải... vất vả. Và... suốt ngày phải trú. Nó không lưu trú. Làm người bó buộc hả? Vâng. Bác làm khách sạn đỡ ngày trước cháu làm homestay. Khách toàn đòi ngủ với chủ. Chết. Mình trẻ trung nhìn đẹp trai ngon lành khách giả mẹ, anh là đến mấy giờ tới cây đến giờ tới cây tắm mẹ ta đứng dưới mẹ mày vòi tới cây tắm là sao mẹ khách trở nó ngủ chắc lại chắc con nào mà ngon thì chắc cũng không cầm lên đâu anh ạ à. Có khi mấy bà to hơn cả em ấy anh hiểu không đâu mấy bà to hơn cả em thì không có lên mấy em mới không lên tại trẻ em đi đéo tin đéo tin anh nhìn mặt em còn ngây thơ lắm anh em nghe nó sai sai trong mấy bà to có ba lần em nhìn ớn. Ngày trước đi có cái tour đi ở trên Mộc Châu, dẫn khách đi Mộc Châu. Cháu làm cái dự án ở bên tỉnh Sơn La và giao cho phát triển du lịch cộng đồng Mộc Châu 2009-2010 và lên để làm mấy cái con bé Sài Gòn ra thích anh trai Bắc dẫn viên đẹp trai chưa vợ thì dẫn đi tối tranh nhau tranh nhau ra uống thuốc cho anh say để kiểu xem lừa được mà anh uống giỏi quá tour ở trên đấy thì cái mùa này hay nhỉ. Đúng anh gửi trong mùa này trên đấy có hoa mận này, mận đẹp, hoa mận đẹp. Anh gửi trong cái túi ở trong đây nè. Hoa mận mới mới ra đến cái xuân của mình thì tính ham vào em ơi. Quân ơi, quân, cho xin. Em xin trả. Mình thì mình cứ lên mình bảo là thôi bây giờ thì anh không thích một người ngủ một người đâu. Mình đi du lịch cộng đồng thì mình ngủ cộng đồng cơ, hiểu không? Tối nay ta ngủ say. Đi du lịch cộng đồng thì ngủ cộng đồng, đông nha. Thôi anh nằm giữa. Châu thì xem đồi chè với hoa mận hạt mận. Dạ. Không phải đi sau Tết thôi là cái Tết của người Hơ Mông á nó mới vui. Tết Hơ Mông là trước mình một tháng. Ờ. Trước mình. Tức là bây giờ đây này. Tầm này đây này. Đâu, qua rồi. Qua rồi đi mùa này hoa mận đẹp lắm. Bọn nó có cái thịt chua nó. Hoa mận. Hương ơi. Cà phê. Về đây con, luôn. Ai là? Con gái à? Con gái à? Này nó học ở ngay chỗ gần nhà chú vâng. Trường ấy cũng sạch sẽ mà. Vâng. Con trường ấy tốt. Trường sạch sẽ lắm. Thế thứ hai của em. Alo. Chờ đã. À chờ chờ đã đi. Are you a asshole? Nah. Are you doing a lot of bad things to me? Hôm nay có bộ quần áo đẹp thế. The password is 2012. So open it and yeah, the key inside the bar or something. Tưởng. Ra nó được rồi. Okay. Okay, I think. Yeah, I think your key. Nhưng mà chú túc tắc thì nếu mà nếu không dịch thì túc tắc không mở lại không? Okay. The nếu như không dịch thì anh em có mỗi cái cho anh này. Tên gì là bọn nó cũng đi chơi đấy. It's fucking key on my neighbor tree. Gonna be smell. Yes. Nóng lắm.
em làm à? If you can, then let me know. I send some sample. Okay? Anh ăn đi, anh chửi mà anh bảo ngon cần bằng đi. Tưởng tượng ra. Anh đừng có tưởng tượng. Tưởng tượng ngon mà. Chào các bác. Khách say hôm qua để xe ở nhà em, hôm nay đến lấy. Thu nhanh hơn. Nghĩa là thu đề co ấy. Cửa nhà tao có cái khóa số ấy. Nhà em đâu có tiền. Nhà được em chụp hình cái. Mai em sản xuất 100 bộ em mang lên bán. Đứng lên nó chạy đâu. Chỉ mất bản quyền luôn. Đi ra đầu ngõ mượn đôi giày đi thử. Đẹp đấy, bộ đẹp đấy. Quá đẹp. Đây, còn đây đặc sản của bà Hương này. Ai thiết kế đẹp thế hả? Thiết kế gì anh? Áo ấy. À, áo này đâu, áo này của con bé Hương đây, toàn những nhân tài Hội An đây nhỉ? Toàn nhân tài Hội An may rồi. Toàn nhân tài Hội An về là người tự làm. Cái này của Hương lấy cái xe máy chị Hương nghe, con Hương ở bên chỗ cái gì hành tinh Lan Anh kia. Nó đầy co đẹp đấy. Đầy co đẹp đấy. Nhớ trời nửa nóng nửa lạnh đấy, cho nên là như thế này. Cái chị đẹp thì rất là nhỉ. Con báo này còn đổ mà được. Áo này mặc 25 rồi. Chị Hương còn đổ báo vào chính được. À, cái máy tính tiền đấy đấy. Em hiểu chưa? Tính tiền đấy, kinh toàn lên dân tộc xong kiểu như là thế, người ta mặc đấy không có xin sỏ mua. Không phải anh. Anh ơi, thế như nào nhỉ? Em chưa trả tiền cho nó. Anh không biết, nó trả lấy tiền gì của anh vậy? Vâng, em phải chuyển khoản cho nó mà. Trường hợp bố mẹ anh chết lại. Em phải dặn anh ấy, còn anh không, anh bảo với nó lên chuyển khoản. Còn nếu mà em dặn anh trả tiền ngay thì anh nói thật với em, anh chả có gì ngoài tiền. Thế à? Không có gì. Chả có gì ngoài tiền. Phải khám phá đấy. Câu ấy nói là phải khám phá đấy. Câu ấy nói là phải khám phá đấy. Ngoài tiền có gì không đấy. Nhạt nhẽo mà. Chả có cái gì ngoài tiền. Rất là nhạt nhẽo. Gì anh? Gái xinh nhỉ? Tiền anh. Đây là con nhỏ à con lớn đấy chứ. Con lớn nào? Thằng nhỏ ở nhà. Mai hôm qua mày không lên vừa nói dứt lời cái một đống tây đây lưu gì đấy anh ấy? Không. Lưu gì đấy nhỉ? Không, anh đi sớm. Thua. Thua chứ còn gì nữa, chả thua. Ăn hết quân cũng để đánh văn mới nhá. Hay là để tất sát tấn mày. Thua. Đừng nhá, tôi bảo đi nào nào mà. Khai cuộc thì đừng có vội. Cờ này thì hơn nhau ở cái thế. Hơn nhau ở cái thế. Cả năm vẫn mua chúng tôi, cây vẫn mua.